Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị đá văng khỏi cục nạc Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng đành gặm khúc xương bốn tề. Sau khi ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam, bị truy tố vì liên quan đến thương vụ Mobile Phone mua AVG, thiếu Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Viettel, được đôn lên làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 7 năm 2018. Đây là bổ nhiệm mang tính chất chám chét, lấp chỗ trống chứ không phải chọn đúng người, đúng việc. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam hiện nay. Ăn tục nói phét là cụm từ người dân Việt Nam muốn ám chỉ những kẻ bất tài, thô tục, nhưng miệng thì khoác lác, ba hòa. Suy rộng ra, từ này ám chỉ những kẻ chuyên tô hồng phóng đại bản thân để tạo ra mặt nạ trong cuộc sống. Theo cách hiểu đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một tổ chức chính trị ăn tục nói phét, chuyên tạo ra mặt nạ để mị dân. Cơ quan thực hiện chức năng ăn tục nói phét cho chính phủ là Bộ Thông tin và Truyền thông, còn cơ quan chuyên thực hiện chức năng ăn tục nói phét cho Đảng chính là Ban Tuyên giáo Trung ương. Hai cơ quan này chỉ đạo bộ máy tuyên truyền khổng lồ, trong đó có hơn 800 tờ báo và kênh truyền hình, đài phát thanh của Đảng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng trước đây là dân kỹ thuật viễn thông, được đào tạo ở Liên Xô, sau đó học thạc sĩ ngành viễn thông tại Úc và cuối cùng là học kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông Hùng không hề học ngành hành về tuyên giáo, truyền thông, nhưng năm 2018, Đảng Cộng sản đã bố trí cho ông vào vị trí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, làm công tác ăn tục nói phét cho chính phủ. Nếu nói thời kỳ làm ở Viettel của Nguyễn Mạnh Hùng nổi bao nhiêu, thì làm bộ trưởng của ông không làm được gì nhiều, và những dự án ông tuyên bố nó cũng chẳng có gì lên hồn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay đổi hoàn toàn từ một tổng giám đốc điều hành được đánh giá là có năng lực, giờ đây ông Hùng trở thành một ông bộ trưởng ba hòa khoác lác. Không biết mạng Lotus hiện nay mất hút ở nơi nào? Có thông tin cho rằng miếng bánh Viettel quá lớn, nên người ta đấu đá, tranh giành và cuối cùng Nguyễn Mạnh Hùng bị văng ra khỏi chiếc ghế Viettel mà thôi. Ghế bộ trưởng truyền thông trông thì lớn thật, nhưng nó không được béo bở bằng ghế giám đốc điều hành của doanh nghiệp viễn thông, có vốn hóa lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ được Trung ương duyệt chi ngân sách có 1.352 tỷ đồng, tức là chỉ tương đương có 56,5 triệu đô la vỏn vẹn. Cho nên có thể nói, bị điều về Bộ Thông tin và Truyền thông thì Nguyễn Mạnh Hùng có tiếng mà không có miếng. Trước đây, khi còn ngồi trước ghế lãnh đạo của Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng điều phối dòng tiền tỷ đô, thì nay ngồi ở ghế Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng phải nói khó nước bọt mới có thể kiếm được vài cắc lẻ so với số tiền tỷ đô ở Viettel. Tại Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng làm nhiều việc phục vụ Đảng, từ việc gây áp lực với các nhà cung cấp mạng xã hội để bóp nghẹt tiếng nói tự do ngôn luận đến việc ra sức nói phét để được lòng Đảng. Trong đó, ông Hùng còn vẽ ra viễn cảnh xây dựng mạng xã hội Lotus và phát triển mạng này vượt mặt cả Facebook. Tuy nhiên, sau những ồn ào vào năm 2019, đến nay không còn ai đề cập đến mạng xã hội Lotus nữa. Vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã nêu tên ông Nguyễn Mạnh Hùng trong danh sách lãnh đạo bị kỷ luật. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, bị kiểm điểm vì có một số vi phạm và khuyết điểm. Nguyễn Mạnh Hùng có nguy cơ bị biến thành củi. Tại Viettel, với quy mô tỷ đô, chỉ cần cắn một miếng nhỏ của doanh nghiệp này cũng là miếng cực lớn của một đại gia đình và một bộ khác. Tại đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng làm vua một cõi, được ăn nhiều và xa mặt trời, nên rất khó bị thanh tra. Còn tại Bộ Thông tin và Truyền thông thì chỉ cần một miếng nhỏ nhoi cũng bị phát hiện ra, vì bộ này quá nghèo, ngân sách còm cõi mà lại gần trung ương. Muốn ăn nhiều cũng không thể ăn được, làm cật lực thật khép nép để không bị ai biến thành củi, vậy mà vẫn bị Trần Cẩm Tú nhắc tên. Nguyễn Mạnh Hùng, một con người thất bại so với những người khác tại Viettel. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin bị đá văng khỏi cục nạc Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng đành gặm khúc xương bốn tề.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bảo vệ Đảng nhưng lại hô hào bảo vệ Tổ quốc, đánh cháo khái niệm để trục lợi trên đầu nhân dân. Từ khi học tiểu học, cái đầu non nớt của các em học sinh đã bị nhồi liên tục bằng câu khẩu hiệu vì Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng. Thực ra, Tổ quốc và xã hội chủ nghĩa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tổ quốc Việt Nam có tuổi đời hơn 4.000 năm, còn cái chủ nghĩa ngoại lai kia là do một ông Tây viết ra rồi ông Hồ Chí Minh mang về, trồng vào đầu người dân Việt Nam. Tổ quốc được ví như là cơ thể, còn chủ nghĩa xã hội là sợi dây chói. Hai thứ này không thể là một được. Đảng Cộng sản đã lợi dụng cái đầu non nớt của các em thiếu nhi, không biết phân biệt phải trái, đúng sai, không biết suy luận như người trưởng thành, nên đầu độc vào chúng những khái niệm lệch lạc đến như thế. Nơi đầu có đảng, nơi đó có hình ảnh phàm ăn. Trong câu khẩu hiệu nêu trên, không những đảng đánh cháo khái niệm Tổ quốc và xã hội chủ nghĩa, mà họ còn xúi trẻ nhỏ trở thành công cụ cho một ông già đã chết cách đây 54 năm. Đó là việc họ cấy vào đầu trẻ em rằng chúng phải sống cho lý tưởng của người khác, chứ không cho lý tưởng của chính mình. Cách đầu độc này khá hiệu quả, nên ngày nay nhiều thành phần vẫn cuồng bác, cuồng đảng, mà không cần suy nghĩ đúng hay sai, nên hay không nên. Thậm chí tư tưởng này còn ăn sâu vào không ít thành phần có học trong xã hội này. Vào ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Thực ra, cái gọi là bảo vệ Tổ quốc hội nghị này chính là bảo vệ Đảng Cộng sản và bảo vệ sự cai trị của nó, chứ không phải là bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Đảng nhưng lại đánh cháo thành bảo vệ Tổ quốc. Với những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong bao nhiêu năm qua thì rõ ràng chỉ khi Đảng chết đi thì đất nước mới được giải thoát. Từ khi Đảng đặt bàn tay cai trị lên toàn dân, người dân mất tự do, mất quyền lợi, đói nghèo, bủa vây. Giai đoạn năm 1975 đến năm 1986 là giai đoạn kinh hoàng của đất nước. Dưới cai trị của Đảng Cộng sản, dân không có lương thực mà ăn, không có điều kiện y tế để chăm sóc sức khỏe. Từ năm 1986 đến nay là thời kỳ bỏ đi kinh tế tập trung bao cấp, làm nên kinh tế tự do mà Việt Nam Cộng Hòa từng có trước đây. Nhờ đó mà đời sống người dân cũng khấm khá lên, nhưng mức chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Dù ngành thống kê vẫn đưa ra những con số đẹp đẽ, nhưng đời sống thực tế của nhiều người dân vẫn cơ cực. Tham nhũng thì tràn lan, làm đất nước tan nát. Với một đảng cầm quyền, chính nó đã bóp chết nền tự lực quốc gia, tước bỏ sự thịnh vượng của đất nước, tước bỏ cơ hội của nhân tài. Và đến nay, nhiều thế hệ người Việt luôn tìm đường ra nước ngoài, rồi tìm cách ở lại dù phải trốn, phải ở lại bất hợp pháp. Như nhiều người, tha sống bất hợp pháp ở xứ người còn hơn sống hợp pháp trong môi trường như địa ngục tại Việt Nam. Ngay cả con cái quan chức cũng đua nhau chạy ra nước ngoài thì nói gì đến người dân đen đây. Thật sự, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam chết đi thì thịnh vượng mới có thể đến với đất nước Việt Nam. Điều đó nó như một chân lý vậy. Bởi Đảng Cộng sản không có khả năng quản lý đất nước. Đảng Cộng sản chỉ biết bòn rút của dân, của nước, bởi nó là bộ máy tham nhũng khổng lồ. Vậy nên, muốn bảo vệ Tổ quốc này, tránh khỏi sự suy vong, bảo vệ Tổ quốc này khỏi rơi vào đói nghèo, lạc hậu, thì người dân Việt Nam cần chống lại Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản lại ma mãnh, lại đánh cháo khái niệm biến bảo vệ Đảng thành bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng là người quyết liệt bảo vệ Đảng. Ngày nay, khi mà Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến dịch đốt lò thì người dân mới thấy đốt lớp này thì lớp khóc lại nổi lên nhiều hơn.
lớp thay thế còn tham nhũng mạnh bạo hơn cả lớp cũ rất nhiều lần. Sự tồn tại của Đảng Cộng sản chính là thử thách sống còn của đất nước, bởi thời kỳ Cộng sản ở thời kỳ đất nước bị nhân loại bỏ xa nhiều nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bảo vệ Đảng nhưng lại hô hào bảo vệ Tổ quốc, đánh cháo khái niệm để trục lợi trên đầu nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de